Tuổi xuân anh may mắn trải qua nhiều điều thú vị. Vậy nên anh luôn lạc quan, yêu đời, tưởng như đầy đủ rồi, vậy mà lại thiếu em. Anh không đủ kinh nghiệm tình yêu để chinh phục cô gái của mình. Em hãy cho anh chút động lực và can đảm để nắm tay em ra về nhé. Tôi là người đơn giản, yêu động vật và thích chạy xe dạo quanh thành phố. Nhưng sao vẫn chưa có ai ngồi đâu? Anh có muốn đi cùng tôi không? Nếu để nói về độ nhạt thì có lẽ tôi đã là nhà vô địch mất rồi. Nhưng tôi tin giá trị của mỗi người không chỉ nằm ở lời nói. Và đúng hay sai, tôi hy vọng em sẽ là người kiểm chứng điều đấy. Vậy em sẵn lòng chứ? Tôi là một chàng trai khó rung động và bây giờ tôi đang ở đây để chờ đợi một người khiến tôi có thể mở lòng. Và nếu em đến thì chắc chắn tôi sẽ là người chủ động. Tôi có thể hòa vào đám đông nhưng thích yên tĩnh một mình, sống hiện đại nhưng thích truyền thống. Tôi nghĩ nên đúng sai trước hay dở để sau. Tôi đang ở đây để chờ đợi một sự rung động đặc biệt để thay đổi cuộc sống độc thân của mình. Tôi hay viết vài câu thả thính linh tinh, nhưng lại chẳng giỏi buông những lời ngọt ngào. Tôi có thể không đủ lãng mạn, nhưng biết cách làm em vui. Ở đây có nến thơm, men say, hoa hồng và tôi đang chờ đợi. Hẹn hò với tôi, em nhé. Tôi 30 tuổi. Là một chàng trai cung xử nữ. Mẹ tôi đã muốn tôi lập gia đình rồi. Nhưng thứ tôi đam mê bây giờ là nước ép. Em có muốn cùng tôi uống nước ép mỗi ngày? Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Mais si je te rencontre,
pour sûr, je te le dirai. Tình yêu thì mình chỉ cần cảm nhận nó thôi. Nhưng khi gặp được em, chắc chắn anh sẽ nói cho em biết là anh yêu em. Mọi người hay nhìn vẻ bề ngoài và cho rằng tôi là một chàng trai bad boy, khó gần. Nhưng bên trong, tôi lại là một con người khác. Em có thể khám phá và thay đổi được tôi. Em muốn không? Tôi hay cười và cũng thường mang lại tiếng cười cho mọi người. Nhưng thẳm sâu bên trong tôi vẫn là một thế giới nội tâm phức tạp, đang chờ ai đó đến gỡ rối. Người đó chính là em.